mình đang trên đường giao con xì bo 99 bánh căm một đĩa cho anh em trảng bàn. Này, anh em nhìn đây là ngay tới ngay chỗ khóc mắt rồi. Vị khách này là xuống tới tận nhà xem nha anh em, xuống tận nhà mình xem xe xong rồi cọc xong rồi mình ship xe lên tận nhà cho anh em. Đó, anh em là mua xe mà không tin tưởng Hiếu cọc thì cứ xuống thành phố coi xem xe trực tiếp nha anh em, mua bán xem xe trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của mình là 0977896908, xe lúc nào cũng có sẵn nha anh em. Anh em qua là cứ alo mình là xem thôi. Ở xa mình vẫn nhận ship xe toàn quốc nha anh em ơi. Xì bo thì full là 140, da dết 60. Xe lúc nào cũng có sẵn cho anh em cái lựa. Rồi, tới nơi là mình sẽ quay phim tiếp cho anh em nha. Tạm ngưng video ở đây. Cho đạp, dính cho đạp. Rồi, dứt, hết xăng rồi không? Hết xăng. Nhớ từ rồi, có nhớ không? Lê châm thêm vô. Chắc còn ít luôn. Đúng rồi, cái này chạy tầm khoảng 200-300 cây nó mới nhẹ lại được. Xe mới quá. Cỡ 100 cây nó thay nhớ được không? Ok. Mình nhớ sao yên là chăm đầy đủ nha. Rồi ok. Dứt. Rồi cảm ơn. Bye. Rồi ok. Đây giao xì bo 99 cho anh em chẳng bàn.